Rồi, hello các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61. Thì như lời đã hứa ở những clip trước, hôm nay mình đã mời chủ nhân của chiếc xe VinFast EVO 200 này. Đây, anh Thiện, pling pling pling. Hi, xin chào tất cả các bạn trên Cua Vlog 61, đọc lại Bình Dương nha. Vlog 61 là không có đọc lạ. Rồi, thì hôm nay em lại phiền anh Thiện là mượn anh Thiện một chiếc xe này nữa để cho anh Thiện chia sẻ kỹ hơn. Tại vì anh Thiện là người sử dụng và người trải nghiệm nó rất là thời gian rồi, 700 mấy cây rồi, nên là chắc nhiều bạn cũng sẽ cần nghe những cái thông tin nhiều hơn, chi tiết hơn khi mà anh Thiện sử dụng chiếc xe này. Thì anh Thiện thấy chiếc xe này sử dụng nó làm sao? Giờ hỏi gì nói đó nha, không ai trả tiền hết trơn á, thành ra là đầu tiên là những cái chiếc xe mà những cái sản phẩm mình mua tất nhiên mình phải hài lòng rồi, đó là chuyện hiển nhiên rồi. Hài lòng về rất là nhiều, chúng ta sẽ có về thiết kế này, hài lòng về thiết kế nè, hài lòng về trang bị nè, hài lòng về công suất nè. Tất nhiên là chúng ta sẽ có những cái mà chê nhỏ nó rất là bực ở trên chiếc xe này, mà nó phải chi nó được cải tiến thì nó lại ngon hơn nữa. Nhưng mà những cái chê đó mình chấp nhận được thì mình có thể bỏ qua để cho chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm tốt hơn ở trên chiếc xe EVO 200. Cải tiến là phải thêm tiền đó. Phải thêm tiền. Cái lúc thời điểm mà anh Thiện lựa chọn mua chiếc xe này á, là anh Thiện đi chiếc lít mà cớp rộng các bạn. Thì sau khi mà anh Thiện cày bừa nó dữ thần quá rồi, già cỗi rồi, thì có đợt anh Thiện muốn đổi chiếc xe mới. Và anh Thiện vẫn suy nghĩ tới chiếc xe là lít mà phiên bản mới 2022 đó, mình đăng hình chiếc xe của mình bán lên mà anh Thiện không mua. Ở điểm đó là bán 30 mấy triệu không mua, mà mua xe mới thì 40 mấy triệu. Chiếc này thì chỉ có 22 triệu phân nửa giá tiền. Đúng nhưng rồi. Mà anh Thiện cũng phải phân dân đúng không? Đúng rồi. Mà phân dân hai chiếc xe, anh Thiện phân dân điều gì? Cớp. Các bạn hãy nhìn lại chiếc xe đỏ của mình nè, khủng khiếp chưa? Cày nó đến vậy á, nhưng mà cái ưu điểm của chiếc lít mình mang lại là đó là cốp xe. Thì mình phải suy nghĩ là mình đánh đổi là có nên mua một chiếc xe với cái số tiền là thấp hơn rất nhiều, nhưng mà có cái cốp cũng nhỏ hơn tí xíu thôi. Thì chiếc xe này mình phải suy nghĩ là cũng mang lại chúng ta nhiều trải nghiệm hay, công nghệ mới, nhiều cái trải nghiệm xe điện mà chúng ta sẽ có nhiều cảm giác nó thú vị hơn. Và đặc biệt là cái cốp nó cũng không quá nhỏ so với chiếc lít. Đặc biệt chúng ta sẽ có chiều sâu cũng rất nhiều và đựng đồ cũng khá ok. Cái kia 10 thì cái này cũng được 8 và 8 rưỡi thôi. Chính vì vậy nên cái điều đó nó không có làm ảnh hưởng cho cái luồng suy nghĩ của mình, và mình phải đánh đổi. Chính vì vậy cái sự quyết định của mình đó là thiết kế và giá tiền. Giá tiền con này hết sức dễ tiếp cận cho tất cả mọi người. 22 triệu thôi, con kia là trong thời gian đó là 45 triệu là chưa ra biển nha. Đúng rồi, ra biển như nọ là khoảng chừng 50. Khủng khiếp chưa? Con này chỉ có 22 thôi. Mà lúc mà anh mua xe là có bị phân vân cái vấn đề mà giữa xe xăng với lại xe điện không? Tức là mình lo lắng giữa xe xăng với xe điện á. Rất may mắn là trước đây mình đã trải nghiệm xe điện rồi. Thành ra là mình cũng không có quá đặt nặng về vấn đề là mình phải sử dụng xe xăng và xe điện đâu. Tại vì bản thân gia đình cũng đã có xe xăng để đi lại rồi, đi xa cũng được rồi. Chính vì vậy nên mình nhu cầu của mình là mình cần tìm một chiếc xe gọi là đi vòng vòng trong phố, đi chợ, đưa con đi học với một quãng đường ngắn hàng ngày. Mình cũng không có quá lo về cái khoảng thời gian hoặc là quãng đường di chuyển. Và chiếc xe mình nó trang bị cho mình về cái cốp xe, động cơ và trang bị như vậy thì nó phải hợp lý với mình và theo cái nhu cầu lựa chọn. Vậy là giống như xe ô tô, ai mà có xe ô tô xăng rồi thì mua xe ô tô điện đi để tiết kiệm. Đúng rồi. Còn ai chưa có thì nên mua chiếc xe xăng. Còn ai mà lần đầu tiên mà mua chiếc xe để gọi là đi và sử dụng cày cấy mà một chiếc xe đầu tiên của mình thì em nghĩ là chân đi lại hàng ngày, hoặc là mình muốn một chiếc xe đa dụng thì tất nhiên là xe xăng sẽ rất là thích hợp. Đi đâu cũng có cái xăng. Mà trong một thời gian tới mà nếu mà VinFast hay là tạo cho mình cái sự thuận lợi trong cái vấn đề sạc, hay là chúng ta sẽ có bộ sạc nhanh đó, thì nó sẽ thích hợp hơn khi mà mọi người sẽ đổ xô vô chọn xe điện. Nếu mà anh nhu cầu hiện tại thì đi trong gia đình mà không có xe xăng, và nếu mà cái nhu cầu mà cũng đi lại lên quanh mình cũng không có thêm những lựa chọn đi xa hơn, đi phượt hay là đi về quê chẳng hạn, thì anh cũng chọn xe điện thôi. Tại vì cái nhu cầu chỉ có bao nhiêu đó thì mình chỉ chọn nhiêu đó thôi. Và cái quyết định tiên quyết hết đó là số tiền. Số tiền mình nó quan trọng lắm. Trong cái suy thoái kinh tế năm 22 và 21 vừa rồi thì mình chi tiêu một đồng một cách mình phải suy nghĩ mà. Và đây là một trong những chiếc xe với cái giá hợp lý và dễ tiếp cận cho rất nhiều người, và kể cả những học sinh cũng có thể đi những con xe thế này. Tại vì cái giá nó quá đẹp, em thấy gì đẹp không? Đúng, đẹp, nhìn dáng như Vespa. Như Vespa. Cái chi phí mà anh sử dụng chiếc xe này á, chi phí mà gọi là sử dụng tiền điện á, so với mà chiếc xe mà chiếc lít anh đi xin tiền xăng á, thì nó chênh lệch nhiều không? Chênh lệch cũng không nhiều. Chúng ta phải làm một phép tính, đó là chi phí thuê pin. Ngày xưa VinFast nó có hai cái loại mức thuê chi phí khác nhau, một là không cố định và cố định. Thì chúng ta nó đâu đó anh nhớ là khoảng 180, 290 gì đó, thì chúng ta chỉ chạy khoảng lanh quanh khoảng chừng 200 hay là bao nhiêu km thôi. Chạy vượt quá thì phải trả tiền thêm là bao nhiêu trăm đồng 1 km đó. Trong khoảng thời gian gần đây thì VinFast nó bỏ cái gói đó đi, nó cho còn một gói duy nhất đó là 350.000 một tháng không giới hạn, có nghĩa là chạy bao nhiêu chạy, có sức thì chạy, thoải mái luôn. Chính vì vậy nên hàng tháng số tiền cố định mình chỉ đóng trong xe này là 350.000 và cộng cái chi phí sạc hàng ngày mình đi lại. Ví dụ như bản thân chiếc xe này mà nếu như cái tần suất đi lại của mình đó thì một tuần mình chỉ sạc có 2 lần thôi. Thì một số kênh họ cũng có những cái thông tin về cái mức sạc mỗi một lần khoảng trong 10 mấy ngàn, rất là rẻ. Thì 2 lần thì anh nghĩ khoảng chỉ 30.000 thì cái chi phí đó phải suy nghĩ. Mà đặc biệt nha, con xe này á, anh cũng đã chia sẻ với mọi người là các bạn sử dụng càng nhiều thì càng có lợi. Tại vì sao? Tại vì á, bản thân mình thì rất là may là ở trong cái khu mình ở á, nó khuyến khích sử dụng xe điện nè, cư dân cũng rất là ít người sắm xe. Chính vậy nên hiện tại á, nó cho sạc miễn phí, thì mình sẽ không mất tiền sạc nè, mình chỉ cần đóng một tháng đúng 350.000, không thêm và không bớt một đồng nào. Chính vậy nên mọi người mà sử dụng con xe này phải cày bừa, phải đi rất là xa. Và tại vì đi nhiều thì số tiền cũng có nhiêu đó, mà đi ít cũng số tiền nhiêu đó. Thì các bạn giống như Phương đây, nhà rất là xa, đi làm Sài Gòn một quãng đường khoảng chừng 30-40 cây. Thì mỗi một tháng vậy bấm bao nhiêu tiền xăng? Trung bình thì em đi 2 ngày là 60.000 tiền xăng. 2 ngày 60.000 nhân lên là nhiêu? 600 mấy. Một ngày là 300, một ngày là 30 thì một tháng là 900. 900.000 xăng. Khủng khiếp, một con số khủng khiếp. Trong khi đó đây chỉ có 350.000 thôi. Mà bỏ trong giờ cho sạc nhà đi thì khoảng chừng đâu đó chừng 2 ngày sạc lần đi thì khoảng chừng gần 20.000 đâu đó vậy. Thì thêm một nữa thì cũng không có bao nhiêu tiền, mà chúng ta lại có thêm những cái trang bị mới, công nghệ mới, chạy cũng vui vui. Thì ở đường Sài Gòn đâu có ai chạy được đâu quá phải là 8-9 chục đâu, xe máy mà. Tốc độ tối đa chỉ có 70-60 thôi là cùng. Chỉ con này chạy maximum là được 70 là công bố nha, nhưng mà thực tế nó chỉ được khoảng chừng 67 là maximum thôi. Nếu các bạn chạy chế độ eco á, thì chạy chỉ được công bố là 50 mà chạy được chỉ có 47-48 thôi. Như vậy thì với con xe này thì anh thấy là cũng khá nhanh để di chuyển ở ngoài đường rồi. Và cái chi phí đi lại như vậy thì anh nghĩ là nên sớm đổi xe điện thôi. Em tự nhiên em nghe anh nói vậy cái em cũng muốn đổi xe điện đúng nha. Bản thân anh thì nhà gần, đi ít thì đi lỗ 350.000 mà đi có chút xíu à thì tính ra chi phí lỗ, các bạn nên cân nhắc vấn đề đó. Còn nếu mà đi xa, đi thường xuyên như vậy mà cái nhu cầu cứ đi làm đi về, đi làm đi về, đi làm về, không có nhu cầu đi xa nữa thì nên sử dụng xe điện, nó sẽ lợi hơn rất nhiều. Mà đặc biệt đó, khi mà em bảo trì bảo dưỡng con xe máy á, lại tốn chi phí nữa. Đúng rồi. Đó, con này nhất 100, người ta tin này. Đúng rồi, phải 500 rồi bản thân mình đi bảo dưỡng xe máy mỗi một lần bảo dưỡng 3 triệu. Không thể tin được, 3 triệu đó các bạn. Còn hơn chiếc xe hơi nữa. Trong khi đó lần đầu tiên đi bảo dưỡng con xe này, bạn mình đi bảo dưỡng là mốc đầu tiên là 1.000 km, chỉ có 18.000. Trời ơi, nó báo con số khủng khiếp luôn. Không biết trong tương lai là bảo hành cái mức tiếp theo là 5.000 cây thì không biết như thế nào. Nhưng mà ở cái mức bảo dưỡng như vậy thì theo mình thấy là rất thấp. Và mình tất nhiên là mình sẽ không phải tốn những cái chi phí giống như phụ gia hay là nhớt hay là những cái linh tinh của máy này. Chỉ có một cái cục động cơ điện vậy thôi, cần thì thay cục điện, thay cục máy thôi. Đúng rồi. Thay luôn cục máy hả? Thay luôn cục máy thôi. Và lúc anh mua chiếc xe này á, là cái thức mình mua là mình đi ra cửa hàng mua hay sao anh? Hình thức của VinFast nó cửa hàng cũng rất là nhiều, thuận lợi cho rất là nhiều người. Ở tỉnh lẻ anh thấy cửa hàng cũng rất là nhiều, ở Sài Gòn thì cửa hàng cũng rất là nhiều, nhưng mà cái hình thức mua anh cũng rất là dễ dàng, lên web thôi. Tạo cao, chọn lựa màu mình thích, chọn phiên bản mình thích và nhấn order là nó gửi mail về xác nhận. Thì có 2 hình thức, gọi là chuyển khoản hoặc là mang tiền mặt đến cửa hàng. Thì khoảng đâu đó khoảng chừng tuần thì nhân viên nó gọi đến để nhận xe, xác nhận ngay lúc mà mình đặt xe rồi là gửi mail là xác nhận rồi, đơn hàng đang chờ. Thì mình chỉ cần chờ nhân viên nó gọi, phải anh Thiện không, anh đang đặt xe đúng không, đặt xe này phải không, rồi ok đến ngày đó là nhận xe nha, khi nào có xe em sẽ gọi nha. Thì mình chờ trong khoảng từ 6 ngày thì nhân viên gọi là ngày đó anh nhận xe được không? Nó được, lên nhận xe. Tất nhiên là sẽ có một số màu nó đặc biệt tí xíu, giống như phiên bản của EVO 200 nó có phiên bản màu vàng á, thì phiên bản màu vàng rất là đẹp. Thì phiên bản đó nó rất là hot, nhiều người mua thì cái lượng hàng nó cũng không có nhiều á. Thành ra một cái số người sẽ chờ cái khoảng thời gian rất lâu, khoảng chừng 10 ngày hoặc là 15 ngày hơn mới có thể có xe để nhận. Vậy thì đâu có kèm lạc đâu ha. Không. Giá niêm yết bao nhiêu là đúng bao nhiêu, đúng 22 triệu. Chuyển thêm 100 đồng là nó chửi đó. Tại vì sai cái số đó thì sẽ không có xuất thuế, hóa đơn, làm hóa đơn được đâu. Thành ra là giá này biết sao ra cửa hàng y chang vậy, chứ không phải giống như những cửa hàng, những cái chiếc xe mà chạy ngoài đường bán doanh số quá trời luôn mà nên biết một chỗ cửa hàng này chỗ cửa hàng kia giá chỗ rất là bực bội, rất là bực bội vấn đề đó. Rồi nói chung là chiếc xe này là nếu mà anh lấy biển số này nọ cũng có cà vẹt đúng không anh? Đúng rồi, cà vẹt giống như xe máy bình thường. Giá thì nó dao động khoảng 3,2 triệu. 3,2 triệu là tất cả những chi phí linh ta linh tinh luôn, chưa tính tiền biển nha. Cái tiền khung biển này khoảng chừng 200.000 nữa thì khoảng chừng 3,4 triệu, thì đem theo 3,5 triệu là đẹp. Ok, rồi thì đó là một số chia sẻ của anh Thiện về dòng xe EVO. Sao không hỏi cái gì thích không thích ba? Hỏi chứ, thật phải bức xúc lắm, lên đây vlog 61 là phải chia sẻ những gì không thích. Vậy thích anh còn cái điểm gì mà anh không thích ở chỗ chiếc xe này nữa không? Không thích thì cũng khá nhiều nhưng mà chấp nhận được, nhưng mà cũng phải nói đó là những cái nút bấm. Camera là đây xích nè. Các bạn có thấy là về nút xi nhan nè, đó xi nhan chúng ta không có cái nút mình quen rồi, đi xe những cái máy bình thường mình nhấn chính giữa cái là nó trở về vị trí cũ không, xe này không có. Nên ra mình phải bật, thì đôi lúc mình sang trái cái mình bật trả lợi thì mình sẽ lộn sang phải đó, mình phải canh và nó không có cái tiếng mình bíp 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 á, thành ra mình phải canh rất là khó. Thêm cái nữa là cái nút Esco ở đây nó nằm ở vị trí này thì mình không thích, tại vì khi mà lên ga mình muốn chuyển chế độ lái á, thì mình phải giơ ngón tay lên thế này nè thì mình sẽ bị gọi là không có thuận tiện. Rồi cái cuối cùng cái tiếp theo chứ, cái tiếp theo là ổ khóa. Ổ khóa thì một số người họ lên thì nó không ai đứng để đứng vậy đó, họ sẽ để nghiêng tí xíu, đút vô thì nó hơi khó khăn tí xíu, phải tìm hồi mới đúng ra cái vị trí nó ghim vô mới được đó. Cái này phải có khóa smart key anh ha. Cái này mà được trang bị smart key thì quá tuyệt vời, tại vì nó được trang bị ứng dụng app ở trên điện thoại rồi, rồi nó trang bị màn hình LED rất là đẹp, thông số rất là xịn, rồi mà nó không được trang bị smart key thì nó rất là dở. Đúng. Mà anh chỉ cần trang bị cái smart key và có thêm tính năng gọi là tìm xe trong bãi thôi. Tất nhiên là cái app nó đã có tính năng là định vị xe rồi, nhưng mà khi mình cần ở trong bãi xe, hầm xe thì mình cần có cái điều là tìm xe trong bãi chẳng hạn. Đúng rồi, em đi xe em cũng thích cái vấn đề mà tìm xe trong bãi. Đó là những cái mà mình không thích. Còn nữa là cái hệ thống treo của nó thì nếu mà đi một người thì hơi cứng nha, nó hơi cứng, nó làm cho mình bị trọng rất là qua những cái gờ giảm tốc. Gương chiếu hậu thì nó không được to, mình muốn nó to hơn tí xíu. Nó có thêm những cái phiên bản độ ngoài này mình chưa gắn thử như thế nào, nó to tí xíu mà nó được mạ chrome sáng bóng nữa thì nó sẽ rất là đẹp. Đúng rồi, gương F3 thì nó lại thô, tại vì gương F3 nó to mà nó còn dày nữa, mà so với tổng thể cái thân hình thì nó không có hợp. Chính vì vậy nên mình chỉ cần gương này to hơn tí xíu, dòng to hơn tí xíu mình sẽ quan sát rất là dễ hơn. Rồi về cái nước sơn thì hầu như là tất cả những cái phiên bản có màu rất là đẹp. Điều này phải khen một điều là VinFast lần sau làm bớt đẹp để chi, bớt đẹp để cho nó đừng bị trầy nhiều quá. Khi mà gác chân ở đây các bạn thấy vị trí gác như thế này cạ đúng rồi, là trầy đó, chắc chắn là sẽ trầy đó. Và bản thân xe mình đã trầy rồi, trầy ở vị trí này bán đồ nè, rồi ở bên hông thì mình cũng gọi là nhắc nhở nhiều lần lắm á, chứ thôi là cũng phải trầy đó. Đi chở con trước cái ngồi đạp đây nữa. Đúng rồi. Và xe này thêm một cái nữa là phụ kiện mua không có. Cái này là không phải trang bị tiêu chuẩn đâu, cái này là nó mua là nó vậy đó, không có gì hết trơn á, thì cái này mình phải mua thêm mà đặt rất là khó ở trên những cái cổng thương mại điện tử mua mới có. Điện cái này là anh mua ở ngoài cái cổng thương mại điện tử chứ không phải là ở trên cửa hàng nó bán. Cửa hàng cũng không có bán luôn, rất là khó tìm những phụ kiện tại vì dòng xe này quá mới và những cái đồ OEM nó chưa có nhiều để cho mình lựa chọn. Kể cả cái biển số cũng vậy, những cái nút bắt biển số cũng rất là khó, người ta phải độ chế lại mới gắn vô được cái chiếc xe, chứ để những cái nút mà nguyên bản á, thì không có gắn vô được. Còn gì chiếc xe nó không? Hầu như là chỉ chơi một vài cái điểm nhỏ thôi. Mà mấy điểm này thì cũng chấp nhận được. Cũng không sao, nói chung là nó đỡ lỗi hơn những chiếc xe máy bình thường. Nó như vậy, hầu như là hài lòng rất nhiều. Trong quá trình sử dụng cũng có nè, rồi những cái trang bị về cả thiết kế cũng như mình đã chia sẻ. Nói chung là phải sử dụng thời gian nữa thì mới biết được cái độ hao mòn của pin với lại động cơ nó như thế nào nữa. Đúng rồi, chắc chắn rằng là trong thời gian tới mình sẽ có thêm nhiều những thông tin để chia sẻ trên kênh Vlog 61 của Phương, để chúng ta có thể có nhiều thông tin hơn về chiếc xe. Khi mình chạy một thời gian rồi chúng ta sẽ có phát sinh lỗi hay không, tại vì một số anh em xe này hay có cái nữa nha, là khi mà nó có những cái lỗi nhỏ mà mình không phát hiện ra thì nó sẽ có báo ở trên điện thoại để chúng ta để update, thì mình không có cần ra cửa hàng. Nếu mà một số anh em vẫn có gặp trường hợp đó bị lỗi rồi thì nhân viên của VinFast lại nhà để kích hoạt để fix cái lỗi đó cho mình tại trong những cái cổng ở trong xe. Còn nếu mà mình đã kết nối với xe rồi bằng app ứng dụng thì chúng ta sẽ cần update ở trên cái điện thoại, là nó sẽ update vô xe thôi. Tại vì điện thoại và xe luôn luôn kết nối, lúc nào cũng có cái nói hết trơn á. Thành ra là có ứng dụng nó báo có update mới, bấm vô update là xong, chúng ta sẽ không cần mang xe đến cửa hàng, không cần gì hết. Về nói về cửa hàng, chúng ta sẽ có thêm những cái dịch vụ rất là tiện lợi nha. Tại vì VinFast nó cũng ở trên Sài Gòn rất là nhiều, chúng ta sẽ có thêm những cái ứng dụng để chúng ta có thể đặt lần trước, không có chờ đợi giống như những hãng xe kia, đến trễ chút xíu đông người quá mà xe mình vô là phải đợi rất là lâu. Đấy, thì xe này không đợi, mình đặt lịch là hôm nay 10 giờ đến thì chúng ta sẽ canh từ nhà đến đó đúng 10 giờ cái bon là đem vô, họ sẽ để dịch vụ cho mình chứ mình không cần chờ đợi. Ok, thấy tiện quá trời tiện luôn. Nói chung là thì cái đẹp tóm gọn lại là vậy, giá hợp lý, dễ tiếp cận với nhiều người. Một số người sẽ có lăn tăn về xăng hoặc là pin, thì mình nghĩ là nó sẽ dễ để chúng ta sẽ hòa nhập với cái thói quen sử dụng thôi, chứ không có khó đâu. Bản thân mình chỉ mất chừng 5 phút thôi. Với lại một số người như đối với em nha, lúc đầu em nghĩ là nếu mà bỏ 20 mấy triệu mua chiếc xe điện á, có những chiếc là lên tới 40 mấy 50 mấy triệu luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình nghĩ là mua chiếc đó thì thôi mua chiếc xe máy chạy nó bền hơn và nó lâu hơn, thì nó kiểu cũng nhiều người cũng phân vân về vấn đề đó rất là nhiều luôn. Về bền thì cái này phải cần thời gian mình mới chứng minh được, tại vì xe máy đã chứng minh rồi, những dòng xe phổ thông mà bán nhiều ở thị trường Việt Nam nào đã chứng minh vấn đề rất là tốt là cái khoảng thời gian sử dụng rất nhiều rồi. Nhưng mà đổi lại chúng ta phải đi bảo trì bảo dưỡng cũng thường xuyên, phải thay nồi, thay dung dịch, rồi thay bi, nồi, tất cả các kiểu để chúng ta sẽ có một chiếc xe trơn tru. Còn không bảo dưỡng định kỳ thì nó cũng phải hư 3 năm thôi. Đúng rồi, chứ không phải không có lâu dài đâu. Thì chiếc xe này thì hiện tại thì mình thấy không có gì bảo dưỡng, chỉ có mỗi cái động cơ để cho người ta kiểm tra thôi. Ngoài ra thì không biết là bảo dưỡng gì đây, không có dung dịch, không có nhớt. Với lại là ở trên xe này là nó trên điện thoại là sẽ ghi chú lại, lưu lại hết những cái đoạn đường mà mình đi tới đâu này nọ kiểu luôn, đi tới đâu đường này kiểu luôn, lịch sử bảo dưỡng luôn. Thành ra nếu mà có mua lại thì cũng rất là dễ để check xem cái xe này nó bảo dưỡng ở đâu, không có sợ mà hư hao cái gì bị lừa này kia, đúng không anh? Đúng rồi. Thêm một cái vấn đề nhỏ nữa mà mọi người phải quan tâm đó là độ chế. Chúng ta sẽ rất là khó để chúng ta có những phụ kiện độ chế, hầu như là đã bắt đầu có rồi nhưng mà không nhiều. Những cái phụ kiện giống như ba ga hay là móc khóa hay là móc treo đồ, bể bước chân, bể gắt chân đó, mấy cái đó thì rất là khó mà tìm để mua. Trong tương lai mình nghĩ sẽ dễ hơn. Rồi anh Thiện còn chế gì nữa không? Thôi như đó thôi, dạ sơ vậy thôi ha, sương vậy thôi. Thì nói chung là cũng cảm ơn tất cả các bạn, với lại cảm ơn anh Thiện hôm nay đã chia sẻ cho kênh Cua Vlog 61 một chiếc xe điện để hiểu hơn về VinFast EVO 200 này. Sắp tới thì sẽ còn nhiều clip về xe điện nhiều hơn cho các bạn xem và trải nghiệm ha. Nhớ đăng ký để chúng ta sẽ theo dõi EVO 200 trong khoảng thời gian khoảng chừng 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 để xem thế nào, thấy có phát sinh gì không. Lỗi là mình phốt à, chứ không phải vẫn chơi đâu. Xe mình mua mà. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn.